RH2603CB, dòng máy khoan đục bê tông 3 chức năng mới nhất đến từ thương hiệu Detong. Và mình cũng sẽ mang con máy này test thử trên bê tông mát 400, liệu xem con máy này nó có khỏe ngang với lại RH2603ATC hay là không. Và ngoài ra cũng đang có chương trình, khi anh em mua một thân máy này, bất kể màu xám hay là màu xanh lá, anh em cũng sẽ được đi kèm một cái đèn 360 lumen này trị giá 450 ngàn nữa nha. Khi dòng máy khoan RH2603CB này được ra mắt thì điều anh em quan tâm nhiều nhất đó chính là liệu nó có khác gì so với RH2603ATC hay là không. Thì đầu tiên là về thiết kế. Với thiết kế của RH2603CB sẽ có thiết kế hoàn toàn mới, nhìn khá là đẹp mắt. Tuy là cả hai dòng máy này đều có thiết kế là Compact Series, nhưng về độ nhỏ gọn thì RH2603ATC sẽ có độ nhỏ gọn hơn một chút xíu. Về trọng lượng thân máy thì cả hai dòng máy này đều có trọng lượng là 2,2 kg cho với thân máy. Về chức năng thì cả hai dòng máy này đều có 3 cấp điều chỉnh chức năng. Nhưng về RH2603ATC chúng ta sẽ có thêm một tính năng nữa là tính năng Anti-Kickback, chống lật cổ tay. Về lực đập búa thì cả hai dòng máy này đều là 2.6 J. Tốc độ không tải của RH2603ATC sẽ là 1.400 vòng trên phút, còn RH2603CB là 1.350 vòng trên phút. Và bây giờ mình sẽ đem dòng máy này test thử trên bê tông mát 400 để anh em có thể xem nha. Dòng máy RH2603CB sẽ có cả hai phiên bản màu xám và xanh lá. Mình sẽ sử dụng mũi khoan đến từ thương hiệu Bosch với thế hệ 5X, có kích thước là 10mm và dài 15cm để khoan vào bê tông mát 400. Có một lưu ý là khi anh em sử dụng máy khoan bê tông 3 chức năng thì không nhất thiết phải đè nặng hết lực vào máy, mà chỉ cần tì nhẹ để cụm búa bên trong máy hoạt động được tốt hơn, và thỉnh thoảng anh em nhấc mũi ra rồi lại tiếp tục đưa vào để hỗ trợ thoát phôi ra bên ngoài. Như vậy mũi khoan của anh em sẽ khoan vào dễ dàng hơn và tăng độ bền cũng như là tuổi thọ cho máy. Như anh em thấy, mình chỉ cần sử dụng khoan bằng một tay và hỗ trợ thoát phôi ra bên ngoài liên tục. Điều này cũng sẽ hạn chế được tình trạng gây quá tải hoặc bị kẹt mũi khoan trong quá trình sử dụng máy. Sau khi test thử trên bê tông mát 400 thì mình nhận thấy RH2603CB sẽ hoàn toàn không thua kém gì so với phiên bản đàn anh của mình là phiên bản ATC. Chỉ khác một điểm là dòng máy này sẽ không có tính năng Anti-Kickback, chống lật cổ tay. Nhưng với thiết kế của dòng máy này thì lại có phần cò bóp nó được nhẹ nhàng hơn, dễ dàng cho anh em có thể điều tốc hơn như thế này. Và với phiên bản RH2603CB chúng ta sẽ được đóng gói trong hộp giấy chứ không phải là hộp nhựa giống như là dòng ATC. Nhưng có một cái điểm hay hơn đó chính là chúng ta sẽ có thêm 3 cái mũi khoan, một cái chụp bụi, và anh em mua thân máy cũng sẽ được tặng kèm một cái đèn này trị giá 450 ngàn, và hiện tại đang có sẵn tại store thiết bị. Anh em quan tâm có thể đặt mua tại góc bên tay trái cái video này nha. Cảm ơn anh em.